phá do cả mỏ bạc và bên thì đa dòng cả. Ở tuổi 68, dù không nói sói tiếng Kinh, cũng chưa từng rời làng, nhưng già làng Đinh Văn Nao được người Ba Na ở xã An Toàn, huyện vùng cao An Lão, tỉnh Bình Định xem như pho sách hiếm của làng. Không chỉ nắm rõ phong tục tập quán, văn hóa của người Ba Na, mà già Nao còn biết nhiều bài thuốc quý từ những cây trong rừng đã giúp đồng bào chữa trị và phòng ngừa được nhiều căn bệnh. Mấy ngày qua, bệnh dạ dày lại tái phát, không cần lên xã mua thuốc, già tự nấu cho mình nồi thuốc từ cây chè dây. Ở tuổi xưa nay hiếm, một trong những điều già lo lắng nhất đó chính là cây thuốc vốn được ví như báu vật của rừng đang dần cạn kiệt do thói quen của đồng bào khi đào tận gốc, chốc tận rễ. Cái gốc nó giờ thì mình phải nhổ cái rễ nó, thì bây giờ lấy cái gì nữa, nó còn nữa, bởi vì do không biết tăng dùng. Đấy. Mà thế giờ mình biết tăng dùng, mình hai cái lá đôi gì thì cái rễ nó hay còn, cái gốc nó còn, nó được bớt thì hay chưa là còn nhiều. Do mình nhổ thì bây giờ thì nó giảm ít thôi, nó giảm thuốc men, thuốc ở trên này, cái thuốc quý ở trên này thì nó giảm hết. Xã An Toàn, huyện vùng cao An Lão có vị trí địa lý khá đặc biệt, ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, cách thành phố Quy Nhơn gần 200 km, trong đó có 50 km là đường đèo quanh co. An Toàn được ví von là cổng trời của tỉnh Bình Định. Đây là nơi sinh sống quần tụ của 260 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng hơn 1.000 nhân khẩu phân bổ ở 3 thôn. Hồ Bảo tồn Thiên nhiên An Toàn có diện tích lên đến 22.000 ha, với hơn một nửa là rừng nguyên sinh đa dạng. Theo khảo sát sơ bộ của các cơ quan chức năng, tại đây ghi nhận nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, trong đó có nhiều loại thuốc quý. Qua cái điều tra sơ bộ từ qua các năm thì từ năm 2010, 2013 và 2021 thì chúng tôi phối hợp với lại các đơn vị như là Trung tâm Quy hoạch rồi Viện Sinh thái miền Nam thực hiện các đề tài, và trong quá trình mình làm các quy hoạch phương án quản lý rừng bền vững rồi làm quy hoạch ấy, thì đã ghi nhận sơ bộ ghi nhận được khoảng trên 50 loài là thực vật sử dụng làm cây thuốc, nó thuộc khoảng 34 họ. Thế thì đối với các loài cây thuốc này thì đánh giá sơ bộ là cái tính đa dạng của nó là rất cao. Cái phổ phân bố của các loài cây thuốc này nó rất rộng, từ các loài cây thuốc quý cho tới các loài cây thuốc thông thường. Nhưng việc khai thác kiểu tận diệt cùng với những cơn sốt thu mua từ các thương lái vùng xuôi đã khiến nhiều dược liệu quý hiếm của rừng An Toàn bị biến mất hoặc suy giảm mạnh về số lượng. Từ trăn trở rồi đến hành động, những năm qua, ngoài thời gian đi rừng, già làng Đinh Văn Nao lại đến từng nhà trò chuyện, rồi vận động bà con trong làng từ bỏ thói quen khai thác cây thuốc quý kiểu tận diệt. Có là ông nói sao mình làm vậy, bật chức ông. Anh hai đi đâu, bà con đi theo hết. Anh đó nói, anh già làng mà. Mình gác ý thôi, mình đưa cho nó chết. Chết là còn mai theo đây mình kiếm đâu cho ra nữa. Cách ít thôi. Đừng nhu cho hết, nhu nguyên gốc là cái chân nó chết hết, mai mốt ra đào cho ra nữa, cách nhỏ rồi xíu thôi. Yeah. Vai trò già làng của người uy tín của ba thôn chúng tôi thì tôi thấy là ông có vai trò nòng cốt rất là quan trọng, bởi vì các anh là người lớn tuổi, là các anh nói là bà con dễ nghe, bởi vì các anh là người là đứng đầu làng, là người nói là thực hiện theo quy định của hướng ước, quy ước của làng. Cho nên mà các anh, các chú, các bác nói là bà con rất là thân phục. Thì trong cơ sở đấy thì các cụ nói là khai thác như thế nào cho nó phù hợp. Các loại cây thuốc bản địa quý hiếm trên địa bàn thì rất là nhiều. Thì sau này xem có vấn đề
cây thuốc mà quý đấy thì chúng ta phải sẽ có sổ sách ghi chép tên tuổi các loại cây đấy, nó sẽ trị vấn đề các nhiều loại bệnh rất là khác nhau. Nhận thấy nguồn dược liệu trong thiên nhiên tại An Toàn khá đa dạng, đặc biệt điều kiện tự nhiên của An Toàn giúp cây dược liệu tích lũy được nhiều loại chất quý. Hàm lượng dược chất cao hơn 5-7% so với dược điển và đặc biệt là tâm huyết của những người như đảng viên già làng Đinh Văn Nao. Hơn 10 năm trước, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định BIDIFA đã thống nhất ban hành nghị quyết triển khai dự án trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu để sản xuất thuốc nam dược tại An Toàn. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy về đầu tư phát triển nguồn dược liệu tại địa phương với cái thế mạnh của một công ty sản xuất dược phẩm và sở hữu cái vùng dược liệu đa dạng phong phú tại An Toàn, Đảng bộ đã ra nghị quyết về chủ trương đầu tư phát triển thuốc đông dược từ nguồn dược liệu ở An Lão, An Toàn đạt chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn GACP, WHO để đáp ứng cái nhu cầu trong nước cũng như là xuất khẩu. Với quyết tâm đó, toàn bộ đảng viên trong đảng bộ dẫu biết là có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện và biến nghị quyết lại thành hiện thực. Năm 2015, những dược sĩ, kỹ sư đầu tiên, những đảng viên tiên phong của BIDIFA đã có mặt tại cổng trời An Toàn để bắt đầu hành trình khai phá ấy. Ban đầu, nhóm thực hiện dự án đã đối mặt với hàng loạt khó khăn từ điều kiện khí hậu khắc nghiệt và những bất đồng văn hóa. Nhưng điều may mắn là họ luôn nhận được sự đồng hành của những người có tiếng nói uy tín trong đồng bào. Cái thời gian mà triển khai cái dự án dược liệu của công ty BIDIFA tại địa bàn xã An Toàn, huyện An Lão này thì ban đầu cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì về cái yếu tố chuyên môn thì công ty thì cũng đã có đủ cái năng lực, đủ những cán bộ chuyên môn để mà triển khai. Còn cái vấn đề địa phương thì do cái phong tục tập quán canh tác nó còn lạc hậu và những cái tính cách của người dân thì nó cũng không có được nhạy bén trong quá trình tiếp thu những cái công nghệ sử dụng trong cái nông nghiệp. Thì do đó cái đội ngũ cán bộ thôn trong đó là có già làng thì họ là những người tiên phong và tuyên truyền vận động để cho bà con nghe được những cái kỹ thuật mới từ công ty và từ đó người ta có một cái nhận thức rõ ràng hơn và tốt hơn để công ty có thể sử dụng tốt cái nguồn lao động tại địa phương. Nhưng phải mất 4 năm khảo sát khảo nghiệm, BIDIFA mới tìm ra 4 loài cây thuốc quý tại bản địa phù hợp với tiêu chí của dự án là chẻ dây, lan kim tuyến, bảy lá một hoa và bách bộ. BIDIFA cũng quyết định chọn chẻ dây để triển khai thí điểm vì đây là cây thuốc mọc ngoài bìa rừng, dạng dây leo, khả năng nhân giống bằng cành đạt tỷ lệ sống cao. Năm 2019, dự án chính thức được triển khai. Trong những bộn bề khó khăn, nhóm dự án tiếp tục nhận được sự động viên từ già Nao. Đây là tăng cho công ty. Cũng nhiều nghe, có ơn già. Rừng về là nó héo, nhưng mà trồng là nó sẽ tươi lại thôi. Sau một năm ươm tạo đủ số lượng cây giống, BIDIFA thực hiện chuyển giao cách thức trồng và chăm sóc chẻ dây cho 6 hộ dân và ngay sau đó nâng lên 30 hộ dân liên kết. Đến nay, nhiều hộ ở An Toàn đã biết cách trồng chăm sóc chẻ dây và đó cũng trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Lúc trước thì người dân toàn đi rừng, không có công việc ổn định cho lắm. Hiện giờ thì công ty dược đã cung cấp các giống cây trồng và người dân chăm sóc rồi bán lại cho công ty dược. Và hiện tại thì người dân cũng có thu nhập ổn định hơn. Ngoài 4 loại cây bản địa, BIDIFA còn di thực các loại thuốc quý từ nơi khác trồng thử nghiệm trên đất An Toàn như đương quy, đẳng sâm, ba kích, hà thủ ô đỏ, thìa canh, đan sâm, xạ đen, cát cánh, thiên môn đồng. Nếu thành công ươm tạo, sẽ áp dụng như cây chẻ dây tiến tới nhân giống chuyển giao cho người dân bản địa, thực hiện chuỗi giá trị dược liệu
hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng bảo tồn phát triển vùng nguyên liệu an toàn. Cho đến nay, hiệu quả kép của dự án đã thể hiện rõ. Và cái việc tình hình triển khai thì dự án mà cải thiện lại thì cái hiệu quả đem lại rất là lớn, giúp cho bà con có một cái nguồn thu nhập, xóa đói giảm nghèo, bền vững, ổn định. Đây là cái mong muốn của địa phương. Cái thứ hai nữa thì làm thay đổi được cái nhận thức của bà con nhân dân trong cái quá trình mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cái vấn đề sản xuất. Đặc biệt cái dược liệu thì phát triển cái dược liệu thì phải bảo đảm cái yêu cầu của GACV đảm bảo. Và cái này thì đã làm nâng lên được cái nhận thức và cái cách tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cái thứ ba nữa là trên sở mà trong cái quá trình phát triển cái dược liệu mà qua vấn đề nuôi trồng thì còn một cái vấn đề trên sở là khai thác cái dược liệu dưới tán rừng tự nhiên mà vốn có của cái cây chè dây này. Thì cái cách thu hái của bà con theo hướng dẫn thì sẽ bảo tồn được cái nguồn gen quý hiếm này. Đến thời điểm này, Bidiva đã đạt chứng nhận GACP WAO cho 8 loại cây dược liệu: hà thủ ô đỏ, ba kích, đường quỳ, chè dây, thìa canh, cà gai leo, đẳng sâm Việt Nam và đẳng sâm Trung Quốc. Từ đây, Bidiva có gần 20 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu được Bộ Y tế cấp phép lưu hành thị trường. Và năm 2023, Bidiva quyết định bước những bước đi đầu tiên để nam dược từ vùng núi an toàn thâm nhập vào thị trường thế giới. Cái việc mà giao cái nhiệm vụ chính trị phát triển cái vùng dược liệu cũng là một nhiệm vụ chính trị mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho công ty để thực hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu. Để trên tinh thần đó thì với cái dược liệu bằng tốt, bước là các cái đảng viên cũng như sự lãnh đạo của từ phía đảng ủy thì chúng tôi cũng tập trung nguồn lực cũng như là huy động anh em, huy động chất xám rất nhiều để phát triển cái vùng này. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái định hướng hết sức đúng đắn. Và chúng tôi cũng đang tiến hành các cái hoạt động để ngoài cái phần chứng nhận GACP thì chúng tôi sẽ tiếp tục chứng nhận ở dược liệu hữu cơ. Và thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm thương mại từ dược liệu với cái chất lượng cao, an toàn. Và chúng tôi cũng tiếp tục là đẩy mạnh cái việc mà tăng cường chuyển giao công nghệ cũng như nghiên cứu để mà đầu tư vào cái công nghệ chiết xuất, làm sao chúng ta có thể tạo ra được những cái nguyên liệu, dược liệu từ chính cái dược liệu ở tại địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-4% một năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong những năm qua, tỉnh Bình Định dồn nguồn lực cho công tác giảm nghèo ở khu vực này. Ngoài các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, tỉnh cũng huy động vai trò của doanh nghiệp thông qua việc đầu tư cho các dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái làm việc với An Lão thì đã giao cho công ty cổ phần dược sản phẩm y tế mà triển khai một cái mô hình trồng cây dược liệu trên an toàn một cái vùng 85% là hộ nghèo và cận nghèo, rất là khó khăn. Cái mục đích đặt ra đối với dự án này là làm sao là một đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật về cho đồng bào vùng sâu vùng xa cầm tay chỉ việc mà chuyển cái hướng sản xuất mới, canh tác mới cho bà con dân tộc, mọi dân tộc sẽ hợp đồng với từng hộ dân, họ sẽ canh tác trồng trên chính cái mảnh đất của mình và bán sản phẩm lại cho Bidiva. Bidiva là đặt một cái nhà máy chế biến ở tại An Toàn để mà chế biến các cái sản phẩm dược liệu từ việc là chuyển giao cái công nghệ hướng dẫn người dân trồng để mà là nâng cái đời sống của người dân An Lão nói chung và của xã An Toàn nói riêng. Hy vọng là với cái đề án này thì tới đây là sẽ giải quyết được cái bài toán thoát nghèo của xã An Toàn nói riêng và cũng như là huyện An Lão nói chung. Ngoài sản phẩm điều chế thuốc viên nang được sản xuất tại công ty chính, hiện toàn bộ sản phẩm nam dược của Bidiva đều được sản xuất tại An Toàn. Năm 2022, sản lượng nam dược chế biến từ An Toàn đã là 4 tấn,
dẫu còn khá khiêm tốn, nhưng tốc độ tăng trưởng 20% một năm đã phản ánh dư địa của việc đầu tư này. Với khoảng 5.117 loài cây dược liệu, Việt Nam có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển dược liệu, trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật, đưa dược liệu Việt Nam tham gia thị trường toàn cầu là khát vọng của ngành Nam Dược. Và khát vọng này đang được hiện thực hóa bằng ý đảng lòng dân. Cái hướng đi của BDFI tôi nghĩ hoàn toàn hết sức phù hợp với cái chủ trương chính sách của đảng. Mà để đưa được ra nước ngoài thì mới là quan trọng. Tuy nhiên, để xâm nhập vào thị trường nước ngoài, đặc biệt thị trường khó tính như châu Âu, Đức, thì đòi hỏi phải có sự tiêu chuẩn hóa về vùng trồng, nguyên liệu đầu vào ra làm sao, cũng như là phải đầu tư các trang thiết bị để tinh chế. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta có những cái định hướng tốt, có đầu tư tốt, thì chắc chắn rằng cái hướng đi để mà phát triển dược liệu là một cái nguồn lợi về kinh tế thì là rất là đúng đắn. Ở vùng đất mà hộ nghèo luôn xấp xỉ khoảng 80%, thì nay bà con an toàn lại hướng về sự đổi thay. Một hành trình lột xác được ví như luồng sinh khí mới, bắt nguồn từ tinh thần của những người con của đảng. Tinh thần ấy cứ như sợi chỉ đỏ kết nối từ đảng viên ở nơi rừng xa đến đảng bộ của doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam để đưa Nam Dược từ cánh rừng an toàn ra thế giới. Tại nơi xa và sâu nhất của tỉnh Bình Định, 100 hecta giờ đang dần được phủ bởi màu xanh của những cây dược liệu quý. Cái đói, cái nghèo rời đi và cuộc sống đủ đầy là tương lai không xa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Đó cũng là tâm nguyện cả đời của Giả Lao trong hành trình bảo vệ báu vật nơi đại ngàn.